Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt nhân viên ngân hàng đếm tay 5 triệu nhân dân tệ vì bực bội nhân viên bảo vệ. Một triệu phú Trung Quốc cho hay đã rút 5 triệu nhân dân tệ, hơn 17,8 tỷ đồng và yêu cầu nhân viên tại một ngân hàng ở Thượng Hải đếm bằng tay sau khi ông có tranh cãi với nhân viên bảo vệ. Người đàn ông nói trên chỉ được biết với tên là Sun War, viết trên mạng xã hội Weibo vào ngày 16 tháng 10 rằng ông đã rút 5 triệu nhân dân tệ tiền tiết kiệm từ ngân hàng Thượng Hải sau khi nhận về dịch vụ phục vụ khách hàng tồi tệ nhất. Theo báo Business Insider ngày 30 tháng 10, ông viết rằng nhân viên bảo vệ tại ngân hàng có thái độ khủng khiếp. Ông Sun War viết tiếp, ông đã rút tối đa số tiền có thể rút được trong một ngày và cho hay ông định rút hết phần còn lại của hàng chục triệu nhân dân tệ để chuyển đến ngân hàng khác. Hiện không rõ là liệu ông Sun War có rút số tiền còn lại hay không. Ông Sun War còn viết, ông đã yêu cầu ngân hàng đếm bằng tay số tiền mặt của ông và nhiều nhân viên ngân hàng đã mất 2 tiếng đồng hồ để đếm số tiền đó. Ngân hàng cho hay việc ông Sun War rút số tiền ở mức cho phép tối đa xuất phát từ sự bất đồng giữa ông với một nhân viên bảo vệ về các quy định phòng chống COVID-19. Theo thông báo từ Ngân hàng Thượng Hải, ông Sun War không đeo khẩu trang khi vào ngân hàng nên một nhân viên bảo vệ đã yêu cầu ông làm việc đó. Trên dòng tweet trên Weibo sau đó, ông Sun War viết rằng ông quên mang theo khẩu trang và đã hỏi xin một cái hoặc hỏi cửa hàng gần đó để mua một cái hay không. Ông khẳng định không từ chối đeo khẩu trang và luôn tuân thủ quy định phòng chống COVID. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới của chúng tôi để đội ngũ có thể kịp thời trả lời quý vị. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức 24 giờ TV.